mừng tất cả quý vị đang đến với chương trình 5 giây thành triệu phú, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình 5 giây thành triệu phú do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Và thưa quý vị, đây là một chương trình người chơi sẽ có thời gian là 5 giây. Qua từng câu hỏi, họ chỉ việc lựa chọn đúng hoặc sai với giải thưởng vô cùng hấp dẫn, đó chính là 100 triệu đồng. Ngoài ra họ còn được sự trợ giúp đến từ bộ ba rất đặc biệt của chúng tôi, đó chính là bộ ba tư vấn. Họ là những người mà chúng tôi đã chọn mặt gửi vàng, kiến thức sâu rộng. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi làm quen với bộ ba tư vấn. Xin mời. Chào mọi người. Chào chú, chào Kim Huy. Dạ chào anh Đại Nghĩa, chào chị Mèo Mèo. Chào em. Chào chú Thỏ Trắng. Ngày hôm nay là ngày Tết Dương lịch và xin mời ban tư vấn hãy gửi những lời chúc đến quý khán giả. Nhân dịp một năm mới, năm 2022 là một cái năm mà con số rất là đẹp, đúng không chị? 2 + 2 + 2 là 6, đó là lộc. Lộc. Chú chỉ hy vọng là tất cả mọi nhà đều có sức khỏe dồi dào nè, gia đình bình an. Và hơn hết là phải năm nay phải là làm ăn tấn tới và tài lộc thật là nhiều, giống như là 5 giây thành triệu phú. Dạ. Yeah. Wow. Thật sự đây là một cái lời chúc mà Như nghĩ là ai cũng muốn chúc, và bản thân Như cũng vậy. Những cái lời chúc của Jun cộng thêm với Như đó là Như mong là năm nay mọi điều sẽ tấn tới và những ước mơ của chúng ta, những dự định của chúng ta sẽ thành hiện thực, không chờ đợi, không chần chừ nữa. Chúng ta sẽ có sức khỏe, năng lượng để thành công. Wow. Đây, người anh trải sự đời của em sẽ chúc anh dạ. Như trên. Ủa? Tại vì hai em là chúc coi như là gom đủ hết tất cả những cái điều anh cũng như là tất cả mọi người mong muốn rồi ha. Nhưng mà nói vậy chứ anh cũng thêm một ý nhỏ đó thôi, đó là qua năm mới chúng ta sẽ có được nhiều bình an. Thì hy vọng rằng cái điều bình an là cái điều mà tất cả mọi người mong muốn là chúng ta sẽ có trong những khoảng thời gian sắp tới, cộng với thêm những điều mà hai người em của Đại Nghĩa đã gửi đến cho tất cả mọi người nữa. Vậy là lời chúc của ban tư vấn của chúng ta trọn đầy đủ hết tất cả những ý dành tặng cho tất cả mọi người. Dạ, cảm ơn tư vấn ạ. Yeah, tuyệt vời. Và đặc biệt hơn nữa thì chương trình cũng gửi lời chúc đến ban tư vấn là chạy show đều đều. Thiết thực. Chạy show đều đều, tiền vào đều đều, cách xe tăng tăng. Yeah. Rồi, cảm ơn tư vấn. Và bây giờ xin mời người chơi đầu tiên ạ. Yeah. Wow. Xin mời giới thiệu ạ. Dạ, xin chào Ngô Kế Huy, xin chào ban tư vấn cũng như là quý vị khán giả của chương trình 5 giây thành triệu phú. Em xin tự giới thiệu, em là Thư Đình, hiện nay em đang làm một MC truyền hình ạ. Wow, MC truyền hình. Cái bản tin buổi trưa mà bật TV lên là gặp Thư Đình liền à. Cũng mong rằng năm mới thì bạn cũng sẽ có được một cái kết quả nó thật là tuyệt vời và nó bùng nổ trong năm nay, đó chính là giải thưởng 100 triệu đồng. Chính xác. Bây giờ luật chơi chúng tôi sẽ rất là đơn giản, chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 cấp bậc câu hỏi, tương ứng với là 16 câu. Ở mỗi bậc thì sẽ có một câu hỏi và hai câu hỏi, ba câu hỏi tùy vào bậc đó, và ở mỗi bậc sẽ tương ứng với một số tiền thưởng mà bạn sẽ giành được. Và bạn thấy là ở bậc đầu tiên số tiền khiêm tốn nhất sẽ là 0,2 triệu đồng, tương ứng là 200.000 đồng. Dạ. Càng lên cấp càng cao thì số tiền thưởng càng lớn. Lưu ý cách tính tiền thưởng của chúng tôi như sau: nếu bạn trả lời được tất cả những câu hỏi của bậc đó, bạn lấy trọn số tiền. Trong trường hợp bạn trả lời sai ở bậc nào thì bạn sẽ lấy số tiền thưởng của bậc trước đó trừ đi một con số 0. Wow, trừ nhẹ nhàng thôi ạ, trừ đi một con số 0 thôi. Ngoài ra Thư Đình ơi, bạn còn có thêm 3 quyền trợ giúp nữa đến từ chương trình. Quyền thứ nhất đó là quyền đổi đáp án. Ví dụ như mình trả lời xong rồi mình nghe lời tư vấn, cái mình cảm thấy mình hoang mang quá, mình sẽ đổi đúng thành sai, mà ngược lại có quyền đổi sai thành đúng nếu sử dụng quyền này. Quyền thứ hai là quyền đổi câu hỏi, bạn đã biết rồi, qua câu hỏi khác. Dạ. Quyền thứ ba là quyền vượt qua câu hỏi, ví dụ như là ở những câu hỏi then chốt, ở những câu hỏi cuối, để mà vượt qua nó và lấy số tiền của cấp bậc đó. Bạn sử dụng quyền này là bạn vượt qua nó luôn và bạn lấy được tiền thưởng của vòng đó luôn. Wow. Đó, nên hãy suy nghĩ thật kỹ và phân bổ những quyền này sẽ hợp lý. Rồi, lưu ý cuối cùng đó chính là ba quyền trợ giúp này chỉ có hiệu lực từ bậc 1 cho tới bậc 5. Oh. Ở bậc 6 sẽ bị vô hiệu lực, kể cả bạn còn ba quyền cũng không được sử dụng.
Dạ. Quan trọng hơn hết, ở mỗi bậc tôi sẽ hỏi bạn câu hỏi là chơi tiếp hay dừng lại. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Và nếu bạn chọn đi tiếp thì bạn phải bắt buộc trả lời hết tất cả câu hỏi của cấp bậc đó. Dạ. Nếu bạn trả lời sai, bạn thua và bạn không được quyền dừng giữa chừng. Dạ. Rồi, bây giờ bạn sẽ bước vào hành trình. Và bậc đầu tiên bạn phải chinh phục là bậc 1. Bậc 1 sẽ có một câu hỏi và giải thưởng bậc này sẽ là 0,2 triệu đồng. Câu hỏi đầu tiên của bậc 1 như sau. Sư tử còn được dân gian gọi là ông 30, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Sai. Rất nhanh mà chọn vào đáp án là sai. Cơ sở nào ạ? Em có nhớ là em đã nghe nói là ông 30 là con cọp chứ không phải là con sư tử. Người ta đi rừng hay là người ta ở gần rừng, người ta cũng không dám nói tên cọp. Người ta sẽ nói là ông 30, thì chị nghĩ là ông 30. Cái này đó là một cái tín ngưỡng dân gian. Em nghe nói là kiểu giống như là đêm 30 thì là thường không có trăng, mà cái đêm đó mà lên rừng thì rất là nguy hiểm, bởi vì những cái con cọp á, nó có thể là vồ mình. Đó, còn 15 hay gì thì thường là có trăng. Người ta còn có thể dùng cái từ đó là ngày. Ngày. Dạ. Ông hổ cũng có nè. Thì nhưng mà ông 30 thì thật sự là đúng là con cọp thôi à. Nên sư tử thì câu này dễ quá. Đúng, chốt đáp án. Dạ, em chốt đáp án ạ. Và chúng tôi công bố đáp án dành cho bạn ở phần lựa chọn này. Lựa chọn này là một lựa chọn hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bạn. 200 ngàn, ngon. 200 ngàn. Hy vọng là đầu xuôi đuôi lọt. Đúng rồi, đó. Ông 30 với tên gọi trại do tín ngưỡng để gọi hổ, cọp, khái, hùm có chứng tích ghi chép sớm nhất từ lĩnh Nam Chích Quái. Sở dĩ chương trình hỏi câu hỏi này đầu tiên bởi vì nó sẽ tạo ra một câu hỏi nó cũng khá là dễ thở cho người chơi. Để mà đầu xuôi thì đua lấy 100 triệu. Dạ, sắp qua cái năm con trâu, chúng ta đến một cái năm rất là dũng mãnh, đó chính là năm con hổ. Chỉ là năm nay thì cũng là một năm mà như mọi người chia sẻ đó, là chúng ta đang cố gắng bứt phá và chạy tốc độ mạnh mẽ hơn để mà phục hồi lại kinh tế. Đúng vậy ạ. Đúng vậy. Bởi vậy em rất là thích câu hỏi này, nghe thì rất là dễ nhưng mà rất là nhiều ý nghĩa ha. Từ đây về sau là toàn những câu liên quan tới Tết thôi đó, nên em cẩn thận. Dạ. Ủa? Ai quy định vậy? Tôi nghĩ thông minh đó, mình tự ghi thôi. Đúng là nhà thông thái. Hay cũng nghĩ như Jun. Đau thử câu thứ hai câu có phải không nè. Để tôi coi coi. Đây, bậc 2, theo sự tư duy của nhà văn trẻ Jun Phạm thì có phải là câu hỏi liên quan đến Tết không nha? Chính xác. Trời ơi. 6. Bậc 2, câu đầu tiên, bầu bí mướp có thể trồng chung một vàng, đúng hay sai? Trời ơi, Tết quá trời luôn nè. Đúng. Tại sao mà nghĩ là đúng ạ? Cái câu này thực ra là em cũng chưa có kinh nghiệm trồng cây đâu, nhưng mà em nghĩ là mấy cái cây này nó đều là cái cây leo vàng giống nhau á, cây thân leo á, thì có lẽ là nếu mà trồng chung thì có gì tụi nó leo qua nhau thôi, rồi đan qua nhau rồi còn phát triển thôi. Rồi. Màu ơi thương lấy ý cùng, tuy là khác giống nhưng chung một vàng. Trời ơi, nhưng mà khoan. Nhưng đó. Mà trong cái câu này chỉ có bầu với bí thôi, không có không mướp. Không có mướp. Chính xác. Đúng không? Không có nhiều mướp. Khi chương trình thêm cái chữ mướp vô là cài mình đó. Bầu ơi, thương lấy bí mướp cùng. Không có, chưa có ai đó chơi cái câu mà không có cái gì bạn đó nha. Cho nên là biết đâu, nếu như mà chị hỏi là bầu với bí không thôi thì đây đúng là rồi. Dạ đúng rồi. Giờ tự nhiên có thêm mướp một cái nữa là sai. Chính xác. Đúng không? Nha. Có thể bầu với bí chung vàng được nhưng mà mướp không chung vàng được thì em sao? Em phản đối. Em nghĩ là họ thân leo, họ dây leo á, thì bí, mướp với bầu là nó chung một vàng. Em, khổ qua cũng là dây leo đúng không? Dạ. Nhưng người ta sẽ không trồng chung với khổ qua, bởi vì khi trồng chung với khổ qua thì nó sẽ bị đắng. Đấy. Đúng. Dạ. Mấy cái kia nó sẽ bị đắng. Dạ đúng rồi. Ây chà. Chị mèo dưa hấu là dây leo mà. Ờ ha. Anh có một khoảng thời gian anh trồng mướp và kể cả bầu nữa. Nhưng mà anh trồng bầu là bầu hồ lô. Dạ. Cái bầu nó ra hình cái hồ lô vậy nè, chứ nó không có phải là trái bầu bình thường của mình. Thì khi anh trồng thì anh thấy mướp với bầu hồ lô nó vẫn ra chung được với nhau, không sao cả đó. Nhưng mà dạ, lúc đó anh cũng trồng khổ qua nha, mà anh trồng ở một cái góc khác chứ không có trồng chung vào cái dạ, chỗ của mà bầu và mướp. Nó có bắn bluetooth cho nó đắng không? Không em, nó cũng bắn cái dây nó leo qua thôi. Dạ. Nhưng mà nó không có làm cho trái bầu với trái mướp của mình bị đắng. Dạ.
Nhưng mà đó là bầu hồi lô nha, còn bầu thường anh không biết. Thì em không ngờ là cái câu này nó khó đến như vậy luôn á. Vậy thì sao? Em có muốn dùng quyền không? Dạ không, em nghĩ là vẫn được á. Tại vì giống như anh nghĩ đó là nếu mà một cái loại cây vị khác á thì nó bị Bluetooth. Còn cái này thì Bluetooth, các loại này là cùng vị với nhau. Nó cũng ngọt như nhau phải không? Dạ ngọt như nhau cho nên em nghĩ là được. Dạ em nghĩ chốt rồi ạ. Công bố đáp án của chương trình. Đáp án bạn chọn là một đáp án chính xác. Wow. Thì ra là được ha anh nhỉ? Được chứ. Thì cái bầu hồ lô nhà anh cũng là họ bầu chung với cái bầu giống như bình thường mình ăn thôi. Chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút. Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình 5 giây thành triệu phú. Câu hỏi như sau: trong 12 con giáp, con nào cũng có tứ chi, là đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Ủa câu này đơn giản quá. Câu này quá đơn giản. Có gì em phải làm nguy hiểm đâu gì quý? Đâu có gì đâu em. Chứ giờ nó đơn giản quá rồi. Nhờ Định nói đi em. Dạ, dạ Định. Dạ, trong 12 con giáp thì em thấy là con nào thì cũng có tứ chi thì không đúng. Tại vì là có con tị nè, là con rắn thì nó không có chân. Và ngoài ra còn có con rồng nữa, con thình nữa thì nó có quá trời chân luôn. Đâu có, rồng có 4 chân. Ủa vậy hả? Rồi xong, vậy là nếu mà hỏi câu đó thì em sai rồi đó. Con gà đó, con gà 2 chân. Con gà 2 chân, dạ. Câu này dễ, không cần tư vấn, cho đáp án. Dạ em chốt ạ. Đáp án bạn chọn là đáp án chính xác. Đúng. Chúc mừng. Trời dễ quá à. Không, đầu năm mà lì xì. À, cho lì xì. Lì xì. Dạ, có gì anh chị lì xì cho em 100 triệu luôn đi ạ. Ủa em. Chơi kiểu em. Cứ mỗi lần mà người chơi nào đạt được 100 triệu rồi lấy lương của ban tư vấn đắp vô. Trời ơi, ban tư vấn làm gì nhiều tiền vậy, lương ít xịt đã. Trời ơi. Đây, bây giờ vượt qua cấp bậc 2 rồi. Rất đơn giản, và bạn đang là chủ nhân của giải thưởng 1 triệu đồng. Chúc mừng bạn. Bậc 2 rồi mà vẫn còn 3 quyền trợ giúp thì tiếp hay dừng lại? Dạ em chơi tiếp. Chơi tiếp. Bậc 3 giải thưởng tăng lên là 2 triệu đồng. Sẽ có 3 câu hỏi. Nhắc lại là bạn vẫn còn 3 quyền trợ giúp nha. Dạ. Câu đầu tiên của bậc 3 như sau: phim Tiệc Trăng Máu được Việt hóa từ kịch bản Hàn Quốc, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Sai. Ủa sao em nói là em nhớ có phiên bản Hàn Quốc mà em lại chọn là sai? Em nhớ là có phiên bản Hàn Quốc nhưng mà cái phiên bản Hàn Quốc đó cũng không phải là bản gốc. Vậy thì em bản gốc là ở đâu? Phiên bản gốc ở đâu thì em lại không nhớ. Nhưng mà trước đây em có đọc khi mà Tiệc Trăng Máu được công chiếu thì em có nhớ là phiên bản Hàn Quốc cũng chỉ là phiên bản remake thôi. Nó không biết có đúng không ạ? Thật ra là có rất là nhiều nước remake lại cái phim đó. Và cái phim đó, phim gốc đó là từ Ý. Nó là một câu chuyện xoay quanh những chiếc điện thoại trong một cái tiệc, trong một cái buổi nói chuyện của nhóm bạn. Thì nó rất là nhiều nước để làm. Thì hai nước mà được mọi người quan tâm nhất đó là Hàn Quốc, Ý. Và một nước thứ ba mà mọi người đánh giá rất thành công và cả cái phim doanh thu của nó cũng thành công đó là ở Việt Nam. Quá là tự hào luôn. Chị Khả Như nói là em tin rồi đó. Chị chuyên gia mà. Chuyên gia mà. Dạ. Chuyên gia. Sai rồi. Ủa? Trời. Ủa? Wow, từ Nhật Bản chăng? Tại vì á, câu hỏi là gì? Huy đọc lại cho mọi người nghe đi Huy à. Phim Tiệc Trăng Máu được Việt hóa từ kịch bản Hàn Quốc, đúng hay sai? Đúng. Oh. Tại vì kịch bản Ý nó khác một chút xíu nha. Dạ. Nó không có giống đúng như rồi. Đúng. Cái cách của anh đồng ý với Jun về cái điều này. Tại vì khi mỗi nước mà chúng ta làm lại, chúng ta sẽ làm cho nó giống với là cái phong tục, cái văn hóa của đất nước mình. Đó, cho nên câu chuyện chính nó là như thế. Nhưng mà khi mà viết thành kịch bản chi tiết để mà đưa lên phim á, thì mỗi một nước nó sẽ có một cái sự thay đổi một chút bởi những tình tiết phụ có thôi. Nhân còn những tình tiết chính thì vẫn sẽ giữ nguyên. Nhưng mà những cái phụ á, nó sẽ có thể thay đổi. Thì Hàn Quốc với Việt Nam cũng là nước châu Á đúng không? Cho nên là Việt Nam sẽ sử dụng cái kịch bản của Hàn Quốc chứ không phải sử dụng kịch bản của Ý hay là của Pháp. Nhưng mà mọi người nên nhớ một cái quy tắc như thế này. Rất là nhiều nước remake nó, nhưng tất cả mỗi nước khi mà nói về nguồn gốc đều phải nói về Ý.
đó là kịch mình lấy từ Ý, đó là cái nguồn gốc. Còn bạn chọn phiên bản giống nước nào nhất là do mình chọn. Dạ thôi em liều luôn ạ. Với lại là em á là quyết định là ngày hôm nay em sẽ tin theo chị Khả Như của em. Em nói là bầu ơi thương lấy biết cùng mà chị em là sẽ bảo vệ cho nhau. Bé Đình ơi, nếu như sau cô này mà chị sai á, chị xin phép về trước nha. Lo quá em, lo quá nghĩa, em bắt đầu lo rồi. Và cho đáp án chúng tôi xin được công bố kết quả bạn chọn là một kết quả chính xác. Yeah, I love you chị hơn nè. Nhưng mà trước tiên chúng ta hãy cùng nhau xác định xem là kịch bản này lấy từ đâu. Phim Tiệc Trăng Máu được việt hóa từ kịch bản Perfect Stranger của Ý. Đó. Bây giờ sẽ là câu hỏi thứ hai, câu bậc 3. Câu hỏi như sau: người chị trong bài hát Chị Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến bán rau ở chợ Đồng Xuân đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Chết rồi, em ơi cái con này nó sáng tỏ quá, nó không phải là điểm mù. Sai. Thế bạn là ở đâu ạ? À? Thật ra thì em không nhớ chính xác được. Nhưng mà em chỉ mang máng ở trong đầu là hình như trong cái bài hát này em không có ấn tượng là đã nghe thấy từ Đồng Xuân. Em ơi, em không nhớ là mình đã nghe từ Đồng Xuân trong bài hát này. Nhiều khi là cái chợ Đồng Xuân nó còn có một tên gọi khác nữa. Và trong cái bài hát này không có để tên chợ Đồng Xuân mà để cái tên một cái chợ khác thì sao? Có mà nha. Em biết bài này không? Dạ, dạ em biết. Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ Đồng Xuân ơi à. Ôi cũng giận quá ha. Tôi chưa có chồng. Tan 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 tan. Vô thiệt luôn á. Vô nha. Vô lắm đó nha. Anh hát là vô á. Rồi. Đó là gợi ý từ ban tư vấn. Dạ. Mà Huy thấy là nó cũng rất là vô được cái em giai điệu. Em thấy vô quá chợ hả? Chợ Bình Tân nè, chợ Đồng Xuân. Vậy sao em có muốn Huy chọn gì không? Huy sao mà em cứ trố trố. Chú Huy là nghĩ là chợ gì? Đang nghiệm lại giai điệu mà thấy nó hợp lý quá đâu có cãi được. Đúng. Dạ. Để là... đừng quyết định nè. Sinh ra cho nhau rồi. Xin mời bạn giữ đáp án là chọn quyền trợ giúp. Dạ em nghĩ là em chốt đáp án sai. Tại vì em nghĩ là nhà của nhân vật rồi chị tôi này là như là ở quê. Em nhớ là ở miền quê. Ví dụ như đi ra chợ Đồng Xuân bán rau thì nó hơi xa. Cho nên là em nghĩ là chợ ở đâu miền quê đó. Miền quê dạ. Bán rau chợ miền quê ôi yeah. Cũng hợp luôn. Ủa sao cái gì cũng được chứ vậy. Muốn hát gì hát à. Cho đáp án. Và bây giờ sẽ là bật mí kết quả của chúng tôi. Kết quả sai mà bạn chọn là một kết quả thôi rõ ràng chính xác. Đúng hả? Thôi ạ. Thì sai sao được mà sai. Tại vì bài hát đó là chị tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu Đồng Ngôi à. Chị tôi chưa lấy chồng. Bài hát gì chị đó, hát gì chị đó. Chị tôi là đều quá trời. Để tôi tự nói. Chị tôi vậy tôi tổn thương. Bản năng của chị tôi chưa lấy chồng. Chị chắc mà. Rồi. Như vậy là bạn đã tiếp tục vượt qua được câu hỏi thứ hai của bậc 3. Như vậy là Thư Đình đã quyết định là đi tiếp cùng với chúng tôi. Và một câu hỏi sẽ như thế nào chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút. Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình 5 giây thành triệu phú. Chúc mừng bạn và bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng của bậc 3 nha. Câu hỏi như sau: Olympic Tokyo 2020 đã được tổ chức vào năm 2021 đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Đúng. Ta làm bản tin mà cãi gì dạ, ta. Con cái này em đưa tin luôn à. Đây, dạ. MC đó, đây, đây đưa tin sao nè. Em đưa tin làm một cái. Thôi bây giờ mình giống như khán giả. Đúng rồi. Mình coi đưa tin nhà hình nhỏ. Dạ. Xin chào mừng quý vị đang đến với chương trình Chuyện Trưa 12 giờ ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì Thư Đình sẽ mang đến cho quý vị một thông tin rất là lý thú. Đó là Olympic Tokyo 2020 được tổ chức vào ngày 23 tháng 7 năm 2021 ạ. Wow. Dạ bởi vì là do ảnh hưởng của dịch bệnh năm 2020 cho nên là phải dời ngày tổ chức sang năm 2021 ạ. Cũng giống như là một số cái chương trình khác ví dụ như Miss Universe cũng dời luôn. Phải dời qua năm 2021 luôn. Công bố kết quả. Kết quả bạn chọn là đúng là một kết quả hoàn toàn chính xác. Yeah. Trời ơi, tin mà sao mà làm
Được, mình nhớ đúng rồi. Ngày luôn nha. Em nhớ là ngày 23 tháng 7. Chúc mừng Thư Đình đã vượt qua được bậc 3. Bây giờ sẽ là bậc 4 của chúng tôi. Ở bậc 4 này thì sẽ có 4 câu hỏi và giải thưởng sẽ tăng lên là 10 triệu đồng. Bạn vẫn còn 3 quyền trợ giúp, nhưng lưu ý là câu hỏi sẽ khó hơn. Bạn thi tiếp hay là quyết định dừng lại để mang số tiền bậc 3 về? Dạ em chơi tiếp ạ. Chơi tiếp. Câu hỏi đầu tiên của bậc 4 như sau. Trong bài hát Chị Ông Nâu và Em Bé Chị Ông Đang Bay Về Tổ, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Khó chứ? Dễ quá. Sai. Bài hát này xin mời chị Mèo thể hiện. Chị ông đâu 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 đâu. Ủa? Yeah. Chị bay đi đâu về đâu. Yeah. Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dày. Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay về tổ đâu đâu. Yeah. Chị bay về tổ làm chi? Hay dữ vậy trời. Chị bay đi đâu kể chị? Tại vì em thấy trong thời gian vừa qua đó, rất là nhiều người hỏi cái câu này là cuối cùng chị bay đi đâu? Chị bay. Và mỗi một người sẽ có một cái phiên bản khác nhau. Đúng rồi. Giống như rồi là một cái bản của Khải Như. Nãy chị bay á, chị đang bay cái hỏi đi đâu đâu, chị bay đi đâu kệ chị đừng hỏi nữa. Hỏi làm gì đúng không? Chị nói dạ. Chị bay vô định. Chị bay vô định. Chị bay mãi. Bay mãi. Nếu mà chị bay về tổ thì người ta đã nói là chị tức về là nhà. Cái câu chuyện dạ. Nó đã có cái hồi kết. Nó đã kết thúc và người ta sẽ không làm nhiều cái phiên bản như vậy. Yeah. Yeah. Và chỉ bay bởi vì chứ không có định hướng được. Bay vô định. Bay vô định đó, cho nên là nó có rất là nhiều những cái phiên bản mà ai muốn cho chỉ bay đi đâu thì bay. Ai muốn nghĩ sao cũng được. Thật ra trong cái tựa đề bài hát đã có đáp án rồi. Là sao? Chị ông nâu và em bé. Vậy chị đang bay. Chị gặp em bé. Chị không về nữa. Em bé. Đó. Thật ra mọi người nghe dị bản riết mọi người không có biết bài hát thật là chị ông nâu 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 nâu. Đã kịp không? Chị bay đi đâu ba gà trong mây gầy ông mặt trời mới dậy mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay bé ngoan của chị ơi hôm nay trời nắng tươi chị bay đi em à đi về thôi làm một ông nuôi đời chị bay đi em nhớ là chị bay đi tìm nhụy. Hết giờ tư vấn. Cho đáp án. Dạ em chốt. Sai. Không sử dụng mình trợ giúp. Dạ không. Bé này kiên định quá. Kiên định quá à. Không dạ. Play được luôn á. Chơi tới không anh ơi, chơi tới. Đáp án chính xác. Chúc mừng. Okay. Bài hát của nhạc sĩ Tân Huyền, chị ông bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời, chị không về tổ nữa, chị bay vô định. Rồi, câu 2 của bậc 4 câu hỏi như sau. Khi muốn uống nước, hươu cao cổ phải dang rộng 4 chân nhằm hạ thấp cơ thể, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Ủa? 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 Trời ơi em ơi, em biết con hươu cao cổ nó cao bao nhiêu mét không? Dạ em cao bằng cái nhà luôn. 4-5 mét. Nhưng mà em thấy ví dụ như là mình đi sở thú vậy, mình đưa đồ ăn cái nó hạ cái cổ xuống được. Tại vì mình đưa đến cái tầm cao này. Còn khi nước nó uống ở trong tự nhiên là nước ở dưới đất này. Thì bây giờ nếu nó không có hạ chân xuống thì làm sao nó có thể nó uống nước nó được? Nó hơi dang ra. À, tại vì con hươu cao cổ bản chất của nó có một cái đốt sống giống như người là đốt sống thứ 23 hay gì đó, mày không nhớ thứ tự. Là dạ. Khi mà nó cúi xuống nó đâu có cúi gập như vậy được em. À. Nên nó phải hơi dạng chân ra nó mới có thể thấp xuống được. Mà em nghĩ có thể nó hơi gập cái chân lại không? Chứ nó quá wow, em chưa thấy con voi không? Thấy cái chân em có lộn con voi không? Con voi thì con voi gặp là nó bị gãy chân á tại vì nó nặng quá. Con hươu cao cổ á theo như coi thế giới động vật á tôi thấy nha, thường là con hươu cao cổ nha nó sẽ dang chân. Nhưng mà nó giống như nó xoạc ra vậy đó. Nó xoạc ra nó dẻo chân sau á. Nó xoạc hai chân sau ra. Thôi chơi tư vấn đã hết. Dạ thôi em chốt luôn anh. Hôm nay dạ thôi năm mới mình chơi tới đi. Trời. Dạ năm mới chơi tới. Năm mới là chơi tới. Chốt luôn, không chọn quyền trợ giúp luôn. Dạ. Và đáp án bạn chọn lại chính xác nữa. Chúc mừng bạn. Ôi trời. Đáp án thông tin thêm cho bạn như sau. Đó chính là bé hươu cao cổ chỉ dang hai chân trước. Đó. Đó. Đúng rồi, chúc mừng. Câu hỏi thứ 3 bậc 4 như sau. Nhân vật Tiffany trong tiểu thuyết Số Đỏ thường ký tên T-I-P-N là viết tắt của tôi yêu phở ngon, đúng hay sai? Wow. Thời gian bắt đầu. Tiffany. Sai.
Em biết nhân vật này không Thư Định? Dạ không anh. Đây là một nhân vật trong cái truyện Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng. Dạ. Đã được dựng thành kịch trên sân khấu kịch Phu Nhuận rồi. Dạ. Nhưng mà em không biết là có phải là tôi yêu phở ngon không, hay là tôi yêu phụ nữ cũng có thể đúng không? Hay là... Câu chuyện này nói về những nhân vật ở phía ngoài miền Bắc. Dạ. Mà miền Bắc thì nổi tiếng với gì nè? Phở. Đó. Nói về Số Đỏ thì không thể nào mà không nhắc đến Xuân Phạm được. Có nghĩa là Chu đã ra một bài hát tên là Đây Là Một Bài Hát Vui. Đó, nếu mà tối nay em về em coi cho tăng view cho anh nha. Có nhân vật Tiffany luôn là Ngô Kiến Huy đóng. Thì hỏi Ngô Kiến Huy đi, Tiffany là gì à? Dĩ nhiên là tôi yêu phở ngon rồi. Tại vì trong MV đó là Ngô Kiến Huy bán phở á. Không, MV này đâu bán phở thiệt. Chúng tôi chỉ gửi như vậy thôi. Còn lựa chọn tùy duyên. Em nghĩ là em sẽ dùng quyền xin đổi câu hỏi. Xin đổi câu hỏi. Tại vì thật sự là con này em không biết. Chấp nhận. Xin đổi câu hỏi. Chúng tôi ghi nhận. Nhưng mà bây giờ chúng tôi cho bạn biết là sự lựa chọn của bạn đúng hay sai nha. Dạ. Huy, Huy nghĩ là cái MV của Jun sẽ không có được view tăng lên đâu. Sao vậy? Bởi vì sự lựa chọn của bạn là một sự lựa chọn chính xác rồi. Hồi nãy em đúng rồi, tôi yêu phụ nữ. Đúng rồi, tôi yêu phụ nữ. Ôi ghét anh quá. Ôi ghét anh quá. Trời, phải ghét anh chứ. Em nói là em tin chị Khả Như mà tự nhiên cuối cùng em tin anh. Thôi vậy em chỉ lựa chọn em trở lại với chị Khả Như. Không, riêng cái câu này là điểm mù của chị. Sao vậy chị? Chị không biết. Ơi chứ Tiffany là một nhà thiết kế thời trang. Tên là Tiffany là tôi yêu phụ nữ bởi vì ổng chỉ thiết kế quần áo cho phụ nữ thôi. Nhưng mà cuối cùng ổng đã thiết kế một bộ trang phục tang cho bà Phó Đoan luôn. Nên bởi vì anh mới tức, ủa sao em biết mà em lại tin anh. Em lựa chọn tin anh Chun ngày đầu năm. Không sao, mình sẽ trải nghiệm chúng ta nhớ hơn thôi mà. Xin lỗi, xin lỗi. Không tin anh Chun nữa. Chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút. Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình 5 giây thành triệu phú. Đổi câu hỏi, bây giờ câu hỏi chúng tôi đã đổi cho bạn rồi. Và bây giờ câu hỏi đổi cho bạn như sau. Hạt bưởi phơi khô có thể được sâu làm chuỗi và đốt lên để chơi như là pháo hoa. Đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Đúng. Tại sao bạn chọn ngay là đúng ạ? Dạ câu này thật ra em không biết, em trả lời đại á. Ủa sao vậy? Em trả lời đại. Tại vì em cũng chưa có chơi cái trò pháo hoa với hạt bưởi bao giờ. Mà nhưng mà em nghĩ là trong cái hạt bưởi á thì nó sẽ có tinh dầu. Tinh dầu. Không biết là khi phơi khô rồi nó có thể đốt lên mà nổ được không? Mà do suy luận của em hợp lý đó. Dạ. Tại vì khi mình phơi khô thì giống như là nó quéo lại thì cái tinh dầu nó sẽ cô đặc lại nhiều hơn. Dạ. Và khi mình kết thành một cái sâu chuỗi như thế này và mình đốt lên, nó sẽ nổ, nó bắn như pháo hoa. Và khi nó nổ, nó bắn thì từ cái hộp này nó lan qua đầu kia. Thì anh nghĩ rằng là cái suy luận của em hợp lý. Dạ. Nhưng mà hạt bưởi nó nhỏ quá thì làm sao mà sâu chuỗi được? Nhưng mà dầu sao mà bắn? Nó nhỏ thì không phải nó bắn nổ đùng đùng tung xòe như pháo hoa lớn đâu, thì nó cũng nổ lé 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 nhỏ nhỏ vậy nhưng thôi. Nhưng mà tinh dầu bưởi được lấy từ vỏ bưởi mà. Trong hộp nó cũng có chứ. Dạ trong hộp nó cũng có. Cái này chị không biết, cái này thật sự chị không biết nhưng thì mà anh chị nói rằng cái này là nó hơi xa lạ với mình. Dạ. Nhưng mà anh thấy cái cách suy luận của Thư Đình là nghe hợp lý. Nhưng mà câu hỏi là gì vậy Quy? Bưởi phơi khô có thể sâu làm chuỗi và đốt lên để chơi như là pháo hoa, đúng hay vậy sao? Vậy là có hai ý lận, còn sâu làm chuỗi nữa. Em đã từng thấy sâu làm chuỗi rồi nha. Đúng mà rồi, người ta phơi khô để trong nhà, người ta hay để ở những cái chỗ, một là cửa sổ, hai là ở những cái trang thờ á. Mèo hay có thấy, mèo đã từng thấy rồi. Còn cái chuyện đốt thành pháo hoa mèo chưa thấy. Dạ. Không, nhưng mà xác suất là thấy 5 năm á. Em cũng thấy 5 năm á, cái này thật sự là hơi xa lạ với mình. Nhưng mà dùng quyền trợ giúp là bước qua câu hỏi này luôn. Dạ thôi, nãy em đã dùng một quyền trợ giúp rồi, thôi giờ em quyết định là năm mới chơi tới tiếp. Năm mới chơi tới. Năm mới đúng. Chơi tới à. Đúng là sự lựa chọn.
chính xác. Chúc mừng. Hạt bưởi thường là vào trung thu, khi mọi người quay quần dưới ánh trăng khóa cổ, từng chuỗi dây hạt bưởi được đốt lên như những bông pháo hoa cháy sáng vui mắt. Hay quá ha. Tiếng nổ lách tách cùng hương thơm của tinh dầu bưởi lan tỏa mang đến một không khí rộn ràng và ấm áp vô cùng. Không phải bác họ còn dùng bưởi để làm con chó bưởi á, để mà đúng rồi, để trung thu á. Đúng rồi, này cũng rất là lạ đối với người Việt Nam mình. Mà giờ em mới biết thêm là bưởi còn có thể bắn làm pháo bông. Hay quá. Tối nay mấy anh chị em mình về chơi liền ạ. Không em. Không em. À, để trung thu hãy chơi em, hãy Tết Dương lễ Tết chơi cái đó. Chúng ta chỉ còn một câu hỏi duy nhất để vượt qua bậc 4 mà thôi. Và câu hỏi như sau: trong bộ phim Titanic, khi đứng trước mũi tàu, nam chính Jack đã nói I love you. Đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Đúng. Trời ơi, cảnh bất hữu. Gì bất hữu là sao? Đúng đứng rồi, cái cảnh bất mũi tàu á. Cảnh đó dùng từ bất hữu. Bất hữu. Bất hữu. Bất hữu là không có đó. Dạ, còn bất hữu là không có. Gọi là kinh điển. Đúng rồi, cảnh kinh điển này. Nói cái thuộc cái tay lại luôn. Quang. Quang. Ở đây câu hỏi chỉ là nam chính đứng trước mũi tàu thôi chứ không hề nói đứng cùng với nữ chính. Ây chà. Nên gọi là cảnh kinh điển mà đứng giơ tay như vậy là có đứng cùng với nữ chính, đúng không? Dạ. Còn đây câu hỏi chỉ là nam chính, cho nên là mình hiểu theo cách nào cũng được. Có thể là lúc này nhân vật nam chính là anh chàng Jack đứng một mình, hoặc là chưa gặp cái cô Rose kia đó, hoặc cũng có thể là đứng cùng với cô kia. Mà câu hỏi này đặt ra nó hơi lấp lửng, nó gây khó dễ cho mình ở đây. Dạ. Nhưng mà cho dù bây giờ nè, nếu như mà đứng cùng với Rose ở đó thì em có chắc là anh Jack nói với cô Rose là I love you không? Đó là một chuyện tình. Em cũng không nhớ rõ là khi họ đứng đó thì đã nói cái gì, nhưng mà em nghĩ là trong một cái cảnh kinh điển như vậy của tình yêu thì chắc là sẽ có cái câu bày tỏ tình cảm của mình là I love you. Tại vì giống như là mình đứng với người yêu của mình trong một cái khung cảnh như thế thì tự nhiên là mình sẽ buộc miệng mình nói ra là I love you. Em mà đứng trước mà cái mũi tàu mà đang sóng gió, em không dám mở miệng, sợ gió vô đau bụng. Tìm chồng trong vô địch. Hồi nãy á là Chun có lỗi với Thư Đình, hôm nay Chun sẽ nói cho Thư Đình nghe cái đáp án. Dạ. Mà theo cảm nhận của Chun nha, tại vì Chun có đọc qua cái chuyện này rồi. Dạ. Bởi vì đó là một cái cảnh kinh điển. Dạ. Anh ấy cùng với cô ấy ở đứng trước mũi tàu dơ lên, nhưng mà không phải là I love you. I love you là cái script, cái kịch bản thôi. Nhưng mà ngay lúc đó thì chàng tài tử của chúng ta mới sực, như là cái năng khiếu khi mà đứng trước cái không phải là sực kia, nhưng là sực nghĩ ra đó. Nghĩ ra là cái cảm giác nó rất là thật, và anh ta nói là tôi là vua của thế giới này. I'm a king of the world. Đó, và vì cái câu kịch bản đó, vì cái câu mà anh ấy chợt nhớ nghĩ ra đó đã làm cho vị đạo diễn rất là thích và quyết định lấy câu đó luôn. Có nghe đó luôn, và thật sự cái câu đó là câu kinh điển nhất của bộ phim Titanic. Còn cái đoạn mà I love you hình như là lúc mà cái đoạn cuối phim á, khi mà chuẩn bị rơi xuống biển á. Nghĩ đi em, tại vì thế này, cái đoạn mà đứng trước mũi tàu mà khi hai nhân vật đứng giang tay á, lúc đó hai người chưa thật sự yêu nhau, đến với nhau. Dạ. Yeah. Tức là cái đó là một trong những cái cảm xúc ban đầu để bắt đầu thổi cho cái tình cảm đầu đó nó lên đó. Tại vì cô này là một cái người quý tộc, còn anh chàng này là một cái anh chàng nghèo mà. Nghèo. Họa sĩ nghèo. Đó. Khi mà anh ta đứng ở mũi tàu, anh cảm thấy như mình là vua của biển cả gì đó, mà có bên mình có một vị nữ hoàng nữa. Anh ta đã buộc miệng nói I'm a king. Còn có một cái chị đứng ở trước mũi tàu là chị Khải Như. Dream, I see you, là ý chị là Celine Dion. Celine Dion đó nha, chị. Chị không đứng trước mũi tàu. Lúc đó vì với lại mình cũng nghĩ đi, chữ tình yêu mà phim nào mà có chữ I love you hỏi chi? Bình thường đúng không? Bình thường đúng không anh? Có nhiều khi người ta chỉ đứng đó xong người ta feel liền thôi, không có nói gì hết. Vậy thì bây giờ đúng sao? Có em có muốn được quyền không? Em suy nghĩ là ở đây thì mình cũng có thể dùng một cái quyền trợ giúp, đó là mình vượt qua cái bậc này đúng không? Đập đổi đáp án. Vượt đi em. Thôi rồi. Dạ. Thôi vượt đi, anh thấy nguy hiểm quá. Vượt đi. Tại vì bây giờ mình xuống tính câu hỏi thôi, như anh Nghĩa nói, không có ai mà đố câu dễ dữ vậy. I love you. Ha, cũng đúng ha. Ví dụ như là đứng đó mà nói I love you thì nó bình thường quá rồi. Nhưng mà anh không nói gì rồi hết. Mà King. Cảm nhận thôi. Có lộn chú để đường xanh không đó? Có khi nào chúng phạm lộn mà vua sư tử không? Vua sư tử đó. Ủa vậy hả? Sư tử còn đồ. Con khỉ đưa sư tử.
Không, nhưng mà anh Nghĩa nói đúng đó. Dạ. Không có ai mà đố dễ vậy hết trơn. Chúng ta sẽ quay trở lại sau ít phút. Chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với chương trình 5 giây thành triệu phú. Mời quyết định của bạn. Nó mới phải chắc thôi. Thôi cho em vượt qua bậc này đi anh. Sử dụng quyền trợ giúp. Sử dụng quyền trợ giúp vượt qua câu hỏi. Chúng tôi chấp nhận và bạn đã chiến thắng. Bậc 4. Chúc mừng bạn. Wow. Nhưng mà bây giờ chúng tôi sẽ cho bạn nghe đáp án. Lựa chọn đúng của bạn ở câu hỏi này là một lựa chọn hoàn toàn không chính xác. Wow, wow. Minh quá. Đúng như là Jun kể về câu chuyện này. Lúc đó sau lưng Jack có một ông bạn đi chung, đó chính là ông Fabrizio. Dạ. Jack đã giang tay và hét lớn. Đó là I'm a king of the world. Đó. Wow. Có nghĩa là cái đoạn này không hề đứng chung với Rose. Đúng rồi. Một mình. Dạ. Lạc qua lạc lại nói vậy thôi. Đối với Rose thì không nói gì hết. Nhưng mà câu đó hay ở chỗ là anh ấy chợt. Đây là những cái đoạn mà cái nhân vật Jack vừa mới lên tàu á. Dạ. Và vừa mới ra khơi, cái tàu vừa mới ra khơi. Và anh ấy đứng trên đó và cảm nhận cái không gian bao la trước mặt mình. Anh ấy cảm thấy tự do. Anh ấy cảm giác mình giống như là ông vua, là bá chủ của thế giới vậy đó. Dạ. Cho nên anh ta nói cái câu này. Còn khi đứng với Rose thì không có nói cái I love you hay là những cái câu như thế này. Như vậy là bạn đã vượt qua được bậc 4 rồi và bây giờ bạn là chủ nhân của giải thưởng 10 triệu đồng. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Bậc 5 sẽ là 5 câu hỏi. Bạn chơi tiếp hay dừng lại? Còn có một quyền thôi em ơi. Một quyền mà tới 5 câu hỏi nha, nguy hiểm khó nha. Lắm em ơi. Mà cái quyền kia cũng khó nữa. Chị cái quyền nghĩ là theo cái chị, lắm. Theo ý của chị nha. Dạ. Nên dừng. Đầu năm hãy mang 10 triệu về, mang lại cái sự may mắn cho mình. Tại vì em chỉ còn có một quyền thôi mà câu hỏi chị thấy hơi khó dần rồi. Em thấy khó dần thì khó dần rồi. Có vẻ là rất là khó để mà nhớ lại chính xác được những cái khoảnh khắc hơn, giống như là trong câu hỏi vừa rồi. Thôi em quyết định là em dừng cuộc chơi ở đây. Một cái mở đầu suôn sẻ cho năm mới cho em và cũng như là cho chương trình, cho tất cả mọi người. Đúng rồi. Vậy là số tiền thưởng Thư Đình nhận được trong ngày hôm nay đó chính là 10 triệu đồng. Chúc mừng ạ. Wow, yeah. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau gửi lời chúc các khán giả đi nào. Mời. Dạ, vâng ạ. Ngày hôm nay thì được gặp quý khán giả ngày đầu năm thì Thư Đình thực sự rất là vinh dự. Và xin kính chúc quý vị khán giả một năm mới ai cũng trở thành triệu phú hết. Rồi, cảm ơn Thư Đình ạ. Dạ, xin chào các anh chị ban tư vấn chương trình. Chào, chào khán giả. Happy New Year. Và thưa quý vị, như vậy là Thư Đình đã mang phần thưởng về một lọc đầu năm. Và nhân đây thì cũng cho phép chương trình 5 giây thành triệu phú chúc cho tất cả quý vị một năm mới thật nhiều bình an và bứt phá hơn trong cuộc sống. Và đặc biệt sẽ sớm trở thành triệu phú trong năm nay. Chương trình 5 giây thành triệu phú do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đồng Tây Promotion thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Người chơi đầu tiên xuất hiện ngày hôm nay là một cái nhân vật chuyên cho thuê. Cho thuê. Ngã giá. Một ngã doanh nhân. Doanh nhân. Thì chứ bây giờ em cho thuê cái gì? Cho thuê cano hả? Đúng rồi, thuê cano. Cái nghề này của em là nó diễn ra lâu lắm rồi anh. Chi mà phụ là chị mẹ đen đó hả? Chi mà phụ. Tại anh thấy chưa? Ba của Tèo gọi mẹ của Tí là em dâu. Ba của Tèo mẹ của Tí là em dâu. Vậy anh trai. Sai. Nhưng mà em nghĩ là mấy câu trước sai rồi thì em cho câu này đúng.